không phải cháu bé. Cậu bé, trời ơi, nhìn cái bóng đứa nhỏ lắm cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Chính tay anh Thới ẵm con mình lên bỏ vô luôn cô chú anh chị ơi. Bốn xin phép cái đoạn này sẽ che lại nha cô chú anh chị ơi. Dạ bốn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Thì bây giờ là khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2024. Thì bốn vừa nhận được một cái thông tin đó là vừa mới tìm được một em bé cô chú anh chị ơi. Thì vừa rồi là còn 13 người nữa chưa tìm thấy. Rồi bây giờ tìm được một em bé thì còn lại 12 người nha cô chú anh chị. Đó thì bây giờ bốn sẽ đi lên trên đó để chia sẻ cho cô chú anh chị cùng biết ha. Đây này cô chú anh chị ơi, thì đã tìm thấy rồi, thì bây giờ là các chú bộ đội là đang mang về phía bên kia này cô chú anh chị ạ. Đây các chú bộ đội đang mang về đây nè cô chú anh chị ơi. Các chú bộ đội đang mang về rồi. Thì bỗng nghe người dân họ nói lại là hình như là một bé trai cô chú anh chị tìm thấy ở ngay chỗ cái ao. Ủa cái đường này dốc quá. Ủa đây là mình xác định rõ là con út của anh Thớ luôn hả à, cô? Dạ. Cả gia đình tìm thấy ngay chỗ đó luôn. Hình như là gia đình nhà anh Thứ là có 3 người đúng không ạ? Vợ với 2 người con đúng không ạ? 3 người con luôn. Vậy là 4 người. À mẹ nữa. Mẹ với lại vợ với lại 2 người con. Bà xuống được không? Xuống được. À dạ. Nhà anh Thớ là tìm được hết chưa cô? Nhà cô hả? Các cháu của cô thôi. À, không, con hỏi nhà anh Thớ á. Thớ thì nó bây giờ hết rồi. Hết rồi, tìm. Tìm được hết rồi. Được hết rồi. Bé này là con trai út ha. Đó, cô chú anh chị. Tìm được ngay chỗ một cái ao trong gia đình là tìm quanh quanh đó đều có hết cô chú vợ. Bộ đội chứ, bộ đội tìm kiếm như phát hiện được không chứ, bộ đội mới múc đây là các anh bộ đội là quần nào quần này ổn rồi tốt lắm, các anh tìm kiếm được con đó. Mang về nhà để mai táng ạ. Con mang về nhà để mai táng cái nhà. Chính cái chân. Mình biết được bé trai này khoảng mấy tuổi không ạ? 1 tuổi. 1 tuổi à? Có anh Thới à? 1 tuổi thôi cô chú anh chị ạ. Con có bác xem cái nhà ơi. Xót xe. Mọi người chia sẻ cho bà con cả nước xem đi ạ. Nếu mà nộ cái này em quay, nộ cái bỏ vừa cái này em. Đây bên y tế họ đang sát khuẩn. Các chú bộ đội nào mà đã tham gia công tác tìm kiếm cô chú anh chị và đưa lên á thì sẽ sát khuẩn hết toàn bộ ha. Thì cô chú anh chị ạ, thì theo thông tin mà bố nhận được á thì là một bé trai khoảng đâu đó khoảng 1 tuổi thôi. Là con của anh Thới. Ở trong nhà của anh Thới thì có là mẹ già, vợ với 2 người con là không còn nữa nha cô chú anh chị. Thì bé trai này là người cuối cùng tìm thấy của nhà anh Thới ha. Nhà anh Thới có mất đi là tới 4 người rồi cô chú anh chị ạ. Thì người này là đã tìm thấy là người thứ tư rồi đây. Đã tìm đủ hết rồi ha.
tìm ở lúc qua phía bên kia này cô chú anh chị. Ở trên đấy là nhà anh Thớ, trên nữa là nhà anh Thới. Phía trên ngay chỗ đó là nhà anh Thới, là cái nhà mà sập nửa nhà đó. Thì tìm trên đoạn trên đó ha. Vẫn còn nguyên khối cô chú anh chị ạ. Muốn sợ là nghĩa là các chú bộ đội ở xa nói chuyện mọi người không nghe được á. Mình phải quay ở từ xa chứ gần cũng không quay được. Thứ nhất là họ đang làm việc, cái thứ hai nữa là cái quy định chính sách của YouTube không có cho mình quay gần quá gần. Tinh Long, bé Tinh Long. Bé tên là Hoàng Đức Long. Hoàng Đức Long 1 tuổi thôi. Bé trai thương quá cô chú anh chị ạ. Còn cái chỗ nhà chú ấy. Hôm qua thì thấy một cánh tay nhưng mà ủa sao họ đi đường đây ta? Thì người ta đi tắt chứ đi vòng đường kia không có đâu. Ờ vậy cho phép em đi xuống đây luôn, em cảm ơn anh nhiều nha. Cô chú anh chị ơi, thì mới cho các chú bộ đội là khung vác đi bộ thì thành ra là khung đường này cho nó gần banh qua cái đường xuống đây cô chú anh chị ạ. Bốn hai chạy một chút nên là nó hơi dòng cô chú anh chị thông cảm ha. Thì phát hiện ra ngay chỗ cái chuồng bò mà hình như là có dấu hiệu từ trước á, từ bữa qua tìm mà chưa có nên là sáng nay các chú bộ đội đi tìm sớm cô chú anh chị ạ. Rất là sớm, 6 giờ đã đi rồi. Đó là đào là tới 8 giờ kém là thấy luôn rồi. Đó thì khi mà muốn ra thì 8 giờ thì muốn nhận được thông tin là muốn đi ra liền thì khoảng 8 giờ là đã đưa vô luôn rồi. Đó bây giờ là các chú là bưng kia này cô chú anh chị. Đó. Được. Cái chú bộ đội đi được mà. Đi qua cái dòng suối này nó chạy rất là xiết cô chú anh chị. Đi anh em mình nắm tay nhau đi. Đây. Đi qua dòng suối cô chú anh chị ơi. Cũng đang đi qua dòng suối, các chú bộ đội đi được mình đi được không sao đó. Nó cao hơn cái ủng ướt quần nó tới trên đầu gối một xíu thôi. Không có gì hết. Mấy chú bộ đội lăn xả cỡ đó đi tìm người rồi khung về như thế, vác nặng như thế mà còn đi được. Mình đi không đi chia sẻ cho bà con xem thôi mà mình đi không được nữa thì còn gì để nói nữa đúng không cô chú anh chị? Thì bốn cũng đi chia sẻ cho cô chú anh chị cùng biết được, cập nhật cái số liệu chính xác nhất ở đây cho cô chú anh chị cùng xem ha. Thì cũng mong là cô chú anh chị nếu mà hữu duyên thấy được những cái video như thế này thì hãy gửi một cái lời cầu nguyện để cho hương linh của người đã mất sớm được siêu thoát nha cô chú anh chị. Rất là đau xót khi mà nhận những cái tin như thế này nhưng mà tìm được là mừng rồi cô chú anh chị ạ. Em bé chỉ có mới khoảng 1 tuổi thôi. Mẹ đã tới nơi rồi cô chú anh chị ạ. Nơi này là nơi tập trung. Cứ tìm được ai là đem về đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, đứa này đứa Út đó chị. Dạ. Con anh Thớ. Rất là thương anh này luôn, mình thì xem video lần nào cũng khóc. Anh này là chính mắt ảnh thấy con vợ của ảnh là đang nằm ở dưới luôn á, ý là đang trôi á, là ảnh muốn lao xuống luôn á, chứ mà mọi người cản á. Xót không có từ. Có một video quay hỏi chuyện anh này á, thì anh Thớ thì anh Thớ nói là mọi người hỏi là ủa sao anh không lấy bánh kẹo rồi về, không lấy quà về, thì anh mới nói là vợ con chết hết rồi, bây giờ lấy về cho ai ăn nữa đâu, không lấy đâu. Coi video đây cũng thấy là hàng ngàn người khóc luôn á cô chú anh chị ạ. Chỗ này là cái nơi mà tập trung các nạn nhân sẽ tập trung lại ngay chỗ khu vực đây này của chúng chị, rồi tiến hành là xử khử khuẩn rồi này nọ, rồi cho người thân nhận dạng là khu vực chỗ đây, hoặc là chờ áo quan cũng chờ ngay chỗ đây, bỏ rồi thắp nhang chờ tới giờ để đem đi chôn cất cũng là chỗ đây của chúng chị. Ngay chỗ này rất là hôi lắm, mùi nó hôi lắm của chú anh chị ạ. Biết bao nhiêu sinh mạng là tới chỗ đây rồi cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Muốn xin phép là không có nói nhiều nha cô chú anh chị. Ở đây mùi nặng quá. Có những cái hình ảnh ghê rợn thì muốn xin phép che lại bớt nha cô chú anh chị ơi.
Bún đứng rất xa rồi cô chú anh chị ạ, muốn zoom tới mà vẫn còn sợ. Hoàng Đức Long của chú anh chị ạ, 1 tuổi thôi, bé trai, con của anh Thới. Anh Thới khác, anh Thới khác của chú anh chị, hình như là 2 anh em. Hải Quang đưa tới rồi của chú anh chị ạ. Lùi lại xíu anh, lùi lại xíu. Này ông Quang từ thiện hết mà. Bây giờ còn lại là 12 người. Trước bé là 13 người của chú anh chị ạ. Thì bên phía bên từ thiện họ hỗ trợ 13 cái áo quan. Nói chung là hỗ trợ áo quan từ thiện hết cả làng luôn của chú anh chị ạ. Thì bây giờ còn 13 người nữa thì để lại 13 cái áo quan. Bây giờ tìm được bé rồi thì bây giờ lấy lên đó là xin cả là họ cho thôi. Là mình lấy mình sử dụng thôi của chú anh chị ạ. Thì thường thì nó có cùng một kích cỡ như thế này chứ không có của phân biệt của người lớn, trẻ em gì hết. Bây giờ hiện tại bố đang đứng khá là xa rồi bố dâm tới. Nên là bố cũng nói chuyện được của chú anh chị nhưng mà nói hơi nhỏ thôi nha. Chứ không có nói lớn nha của chú anh chị. Ví dụ của chú anh chị mà nghe không được thì cũng thông cảm nha. Quá đau xót rồi của chú anh chị ơi. Một người đàn ông nhận được rất là nhiều tin chữ. Khi mà lũ nó cuốn qua thì anh thoát được. Thì không biết vì sao mà anh thoát được. Thì lúc đó là anh cùng với vợ con chạy, thì vợ thì ôm một người, chồng thì ôm một người. Tới khi đó thì anh bị một cái gì đó nó đập vô người thì anh bị rớt ra ngoài và anh ngồi trên một cái mái nhà hay là một cái gì đó thì trôi đi và anh sống được. Thì khi mà anh nhìn lại thì anh thấy vợ con mình còn đang phía dưới thì anh lại muốn nhào xuống. Anh lại muốn nhào xuống nữa nhưng mà bà con cản lại. Thì thế nên là bây giờ anh lại là người đau đớn nhất cô chú anh chị ơi. Tại vì trong nhà là có tới 5 người. Thì đầu tiên là mẹ của anh ấy cũng đã mất đi rồi, mất do cơn lũ này luôn cô chú anh chị. Hai nữa là vợ anh ấy, rồi 2 người con của anh ấy. Trong nhà 5 người thì có tới 4 người mất đi, chỉ còn lại mình anh ấy nữa thôi. Ủa, hình như tiền âm phủ không phải là tiền thật đâu cô chú anh chị, nhìn nó giống thôi chứ không phải, phải không? Người ta định bỏ vô hay sao đó cô chú anh chị, hay là tiền thật rồi chi ra để làm cái gì? À, tiền âm phủ, có ai cần thì tới là mình lấy mình bỏ vô trong. Đưa cho người đã mất để làm cái hành trang. Đây, nhưng mỗi người đưa một ít để cho cái người đã mất làm một cái hành trang để đi. Thật như tiền thật luôn của chú anh chị, mà tờ 20.000.
Tiền thật cho tờ 20.000 cô chú anh chị ạ. Hình như ở mình có cái phong tục là bỏ tiền vô áo quan để cho làm một cái hành trang cho những người đã mất đi đúng không? Thế người ta đặt mình đặt thôi. Vậy hả? Em ở Hà Nội mà. Lúc đầu mình mới thấy cứ tưởng là thấy... tiền giả kìa, tiền âm phủ kìa. Nhưng mà nhìn kỹ lại tờ 20.000 tiền thật. Đặt vào mình đặt vào những cháu ít lộ phí rồi giao đi. Hình như là gửi một ít lộ phí để cho người đã mất họ đi. Đang mưa mà người nhìn cũng nước một giờ đang rất là mưa dày, em phải chú tạm cái ô của cái anh đằng này bên cạnh. Anh ơi sao cứ chập anh đi tới. À, tìm thấy cháu ở cái ao ngay cái ngọn núi bên cạnh. Hình như cái ao đó là cũng nhà của anh ấy luôn đúng không? Nhà của anh Thới luôn. Cũng đang cầm hai cái máy không có bỏ tiền được cô chú gì ạ? Nên tìm cách để xem, tìm cách nhờ bạn này cầm giùm. Bạn cầm giúp mình lấy ít tiền bỏ vô. Chút thành những chi phí cho cháu qua cọc cậu. Hình như là một ít lộ phí để họ mang đi, họ đi đường vậy đó. Đường đó cả nhà 4 người, gia đình 4 người đều mất, cả 4 người mọi người ạ. Gia đình đều mất, nhà lớn mất, gia đình. Còn mình anh sống lên đây là đứa con út cuối cùng của anh đã. Bạn cầm giúp mình. Cầm đi đi. Cầm đây đi, cầm. Thả cái này xuống đi. Nè. Cầm xíu thôi mình đưa cô thôi. Tại vì bây giờ mình cầm mình vô đó mình quay là không có được, quay gần không được. Không được, có cái kia cứ cầm quay được vào nơi, cứ quay vào nơi cho. Không, nó bị đánh. Quay đi đâu hả? Thì con đi mình phải. Anh đưa nó, anh đưa. Im lặng, tìm thấy à, tìm thấy cháu con cậu, anh Thới. Cậu cho con đi được sớm siêu thoát cô chú anh chị ạ. Mọi người nếu mà thấy được những cái video như thế này thì hãy gửi một cái lời cầu nguyện với cho cái hương linh của bé sớm được siêu thoát anh ha. Mỗi người cho em xin một lời niệm Nam Mô A Di ạ, cho cháu sớm siêu thoát. Mới có một tuổi thôi, thương quá anh ha. Mới có một tuổi. Cuộc đời em đang ngủ quá. Đây là hiện nay là đang phóng sự trực tiếp ở làng Lỗ, Bảo Yên, Lào Cai. Một cái làng sau một đêm lũ quét cuốn trôi cả một bản làng. Và đây là đứa con út của anh Thới, gia đình đã mất hết tất cả người thân trong gia đình. Còn mình anh sống sót, vợ con anh chết hết. Và đây là cháu bé, một tuổi con út của anh Thới. Hoàng Đức Long. Mình tên là Hoàng Đức Long. Cháu tên là Hoàng Đức Long. Thấy cái cảnh này không cầm được nước mắt á. Cái này lấy cái like của người ta xuống rồi. Em không biết anh. Cái gì? Đâu, đưa đây. Đó là bên cái TikTok gì? Em không có biết. Đang lên cho nó xuống. Đang mời cùng phòng để like đúng không? Đúng. Mới kệ họ luôn. Này các bạn là quay TikTok mình không biết. Không phải, hôm nay cháu bé đầy đủ bộ phận, rồi ngủ hết bộ phận. Em thấy hôm qua đang đi là của một bà già hay là một cháu bé. Nói chung là một người khác, phải không? Không phải cháu bé này, cháu bé này. Cô bé, trời ơi, nhìn cái bóng dưới nhỏ lắm cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Một trai, con anh Thới, một tuổi, cháu là đứa con út của anh Thới. Chính tay anh Thới.
chết hết vợ của, chết hết vợ. Chính tay anh Thới ẩm con mình lên bỏ vô luôn cô chú anh chị. Bốn xin phép xin cái đoạn này sẽ che lại nha cô chú anh chị ơi. YouTube thì không sao nhưng mà không, YouTube là khi về mình cũng phải ẩn, mình cũng phải che. Mọi người cho em xin một lời cầu nguyện Nam Mô A Di Đà cho cháu siêu thoát xuống siêu thoát nha mọi người ơi. Tìm để dưới cái ao gần nhà anh Thới, cái ao cạnh nhà cũ của anh Thới. Xót xa ghê ta. Có quần áo để lót lên vậy thôi chứ đâu có mặc vô được đâu. 12 nạn nhân nữa chưa tìm thấy nhé mọi người ơi. Còn 12 nạn nhân nữa. Bạn này người cười á, bạn này không thấy đau xót còn đi đây cười. Cái đồ cani, cái đồ phản động này cho ra đảo, rồi để tìm cho ra đảo. Mọi người nhìn này, cái cảnh tang thương này, một con bé này nó cười này. Thôi rồi, comment của nó xôi xa thế. Không nhìn thấy comment ở đâu nó kinh nhỉ. Nó cười. Có ai cần nó cười, rồi không tìm thấy đâu này. Em lên em đuổi nghe nó đây này. Mọi người nhìn này. Mọi người này đang núp đau khổ, con bé này nhìn mặt nó rất là xinh gái. Đấy, mọi người nhìn thấy em này, cái loại này có phải là loại cani phản động không mọi người? Bỏ thêm một cái mền vô, tại là bé nhỏ quá, nằm trong cái áo quan lớn quá thì phải nêm đồ vô, bỏ thêm một cái mền vô cô chú chị ạ. Bỏ hết vô. Tiền nhỏ thôi cô chú anh chị ạ, không phải tiền lớn đâu chứ, nhưng mà bỏ vô để bé có một ít để làm hành trang để đi cô chú anh chị. Xót xa quá. Cháu có một tuổi thôi mọi người ạ, cháu có một tuổi, con út của anh Thới. Gia đình anh, vợ con chết tổng cộng là 4 người. Vợ con chết 4 người. Cháu mình đang sống sót sau cơn lũ. Đúng rồi, hôm nay sáng nay là tìm thấy một cháu bé, con út Thới, 1 tuổi. Cháu bé tên là Hoàng Đức Ngọc. Bạn bạn có hiểu họ nói gì không? Không biết hả? Mình là dân bản địa thôi, mình Hà Nội cũng đến đây cũng như các bạn ạ, đến đây là truyền bá thông tin. Tại vì tiếng của người dân tộc Tây á là nhiều người kinh mình biết lắm á. Họ đóng đinh lại của chú anh chị. Phải đau đớn bình thường và đau đớn tột cùng, một sự đau đớn tột cùng. Mới đau lòng của chú anh chị ơi, một em bé thôi, mới có một tuổi, đâu đó một tuổi thôi của chú anh chị. Tại vì là khi mà để xuống dưới mình nhìn cái bao, cái mảnh bao màu trắng của chú anh chị thì mình không thấy gì. Nhưng mà khi mà ẩm lên của chú anh chị thấy còn nhỏ lắm, tay chân còn nhỏ chút xíu à. Thấy xót xa vô cùng của chú anh chị. Chính tay người cha đã ẵm con của mình bỏ vô bên trong. Bé là 1 tuổi, tên là Hoàng Đức Long của chú gì, là con út trong một cái gia đình có 5 người, mà trong đó là có 4 người gặp nạn rồi đó. Thì bây giờ chỉ còn lại một người cha nữa thôi. Trong gia đình thì có bà, mẹ và một người anh của bé nữa. Đó là tổng cộng, với bé nữa là tổng cộng 4 người của chú chị. Muốn xin phép lui lại càng xa càng tốt của chú anh chị. Thứ nhất là mùi, thứ hai nữa mình nói chuyện nó ảnh hưởng tới cái việc của người ta của chú anh chị. Thank you.
Quá đau lòng khi thấy cảnh này luôn cô chú anh chị ơi. Phát hiện ra đâu đó khoảng 7 giờ cô chú anh chị thì các chú bộ đội là đi làm rồi đào thôi. Đào lên rồi là thông báo với bên y tế thì khi đó là bố mới biết. Bố biết ra là lúc đó là 8 giờ rồi. 8 giờ thì đưa lên là còn nguyên vẹn hết nha cô chú anh chị. Đó, nhưng mà người thì dập hết. Nói chung là dập nát hết. Nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn hình hài nha cô chú anh chị ơi. Đó, thì tìm thấy cũng ngay chỗ một cái ao gần ngay bên cạnh của nhà của bé luôn. Mang một cái cây tre rất là dài tới, không biết để làm gì. Có lẽ là làm một cái láng tạm để che mưa của chúng gì ạ. Còn gì đau đớn hơn khi mà chính tay người cha bế con của mình lên bỏ vô trong áo quan của chú chị. Chính anh ấy là người đã thấy thoát được và sau đó là thấy vợ con mình còn đang trồi lên gập xuống ở dưới. Và sau đó thì anh cũng muốn lao xuống luôn. Vâng, mới thấy sáng nay ạ. Lúc đó khoảng 7 giờ anh ạ. Mấy đợt trước là ngay chỗ đây nó có một cái láng ở tạm, nhưng mà bây giờ là ít người rồi cô chú anh chị, bây giờ người ta mới dỡ ra, người ta đi di chuyển qua chỗ khác. Và bây giờ là không có một cái láng để có thể là che được cô chú anh chị. Bây giờ họ đi đang đi tìm vật liệu để làm hay sao đó. Lát nữa mình kể sau. Có bạc rồi kia nè, ở dưới kia người ta đem bạc tới rồi nè. Trời đang đổ mưa, người thì khóc, trời thì mưa của chú anh chị à. Trời cũng xót thương cho cái cảnh này của chú anh chị à. Một em bé mới vừa tròn 1 tuổi thôi mà đã phải mất đi như thế này, rất là đau. Mà chính người cha lại là người đau hơn nữa, khi mà tận mắt nhìn thấy vợ con mình ở phía dưới đó, rồi là tận tay là chôn cất từng người, mẹ, vợ, hai con. Ở lúc đó là có một cái lúc mà anh Thới anh nói là bây giờ chỉ mong ước làm sao mà tìm được người con út của mình nữa là thôi, chứ bây giờ mất rồi, giờ đâu biết phải làm sao nữa cô chú anh chị. Mong ước lớn nhất là chỉ mong ước tìm được con của mình thôi. Các đội cứu trợ hỗ trợ bánh kẹo rồi trái cây hay là gạo mắm muối nhu yếu phẩm của chú anh chị, anh cũng không có lấy để làm gì. Anh nói là con mất hết rồi, bây giờ lấy để làm gì nữa đâu. Nghe câu nói đó là rất là nhiều người phải rơi nước mắt đó cô chú anh chị. Đúng rồi, sáng nay cả anh Thới và cả bác đi dạo sớm đấy, là cái chỗ mà lúc mình bị sập lai đó nha, chỗ mình bị sập lai đó. Vâng, chỗ lúc mà mình bị sập lai đó. Vâng, cái kênh chính của mình lúc sáng đang lai mà bị sập đấy, chỗ đấy đi lại một khúc đấy. Sáng thấy hai người anh Thới và anh Thảo đi tìm đấy.
nếp bên đây họ đang muốn chặt thêm những cái cây tre cô chú anh chị. Đúng rồi, con anh thấy đây, anh thới đây ạ, anh thới người đứng mạo xinh xanh đứng thứ hai đấy ạ. Dạ cô chú anh chị ơi, thì hiện tại bây giờ thì cũng đã đưa bé vào quan rồi, thì bây giờ là sẽ chờ đợi chuẩn bị thêm một chút nữa rồi sau đó là sẽ đưa bé đi lên ở trên cái nghĩa trang của làng ngày xưa, cô chú anh chị sẽ chôn cất ở trên đó ha. Bây giờ thì bốn xin phép kết thúc video này tại đây trước cái đã, đăng tải lên cho cô chú anh chị cùng xem, và cái phần sau thì bốn sẽ đăng tải một cái video khác. Bây giờ bốn xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye cả nhà.